này thiện hiện đó gọi là Pháp Thí Thế Gian của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát do nương Pháp Thí Thế Gian như thế, lại thường tu hành Pháp Thí Xuất Thế Gian. Đó là các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, phương tiện thiện xảo, trước dạy hữu tình thiện Pháp Thế Gian, sau khiến xa lìa thiện Pháp Thế Gian, an trụ thánh Pháp vô lậu xuất Thế Gian, cho đến khiến đắc trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, những gì gọi là thánh pháp xuất thế gian mà các đại Bồ Tát vì các hữu tình tuyên thuyết khai thị, phân biệt rõ ràng, gọi đó là pháp thí, này thiện hiện tất cả thiện pháp khác với pháp phàm phu, nếu tu tập chân chánh thì khiến các hữu tình vượt khỏi thế gian an trụ an ổn, cho nên gọi là xuất thế. Đó là bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo ba pháp môn giải thoát tám giải thoát chín định thứ đệ bốn trí thánh đế ba la mật đa các trí không vân vân mười địa Bồ Tát, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực như lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, ba mươi hai tướng đại sĩ, tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc, tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, các thiện pháp vô lậu như thế, tất cả đều gọi là thánh pháp xuất thế gian này thiện hiện thế nào gọi là bốn niệm trụ này thiện hiện đó là đối với nội thân an trụ quán theo thân đối với ngoại thân an trụ quán theo thân đối với nội ngoại thân an trụ quán theo thân đầy đủ tránh cần tránh chi tránh niệm trừ tham ái ở đời an trụ thân quán tập an trụ thân quán diệt do đó đối với thân an trụ quán theo thân an trụ thân quán tập an trụ thân quán diệt không có chỗ tượng đối với các pháp thế gian không có sự chấp thọ đó là thứ nhất đối với nội thọ an trụ quán theo thọ đối với ngoại thọ an trụ quán theo thọ đối với nội ngoại thọ an trụ quán theo thọ đầy đủ tránh cần tránh chi tránh niệm chứ tham ái ở đời an trụ thọ quán tập an trụ thọ quán diệt do đó đối với thọ an trụ quán theo thọ an trụ thọ quán tập an trụ thọ quán diệt không có chỗ tượng đối với các pháp thế gian không có sự chấp thọ đó là thứ hai đối với nội tâm an trụ quán theo tâm đối với ngoại tâm an trụ quán theo tâm đối với nội ngoại tâm an trụ quán theo tâm đầy đủ tránh cần tránh chi tránh niệm trừ tham ái ở đời an trụ tâm quán tập an trụ tâm quán diệt do đó đối với tâm an trụ quán theo tâm an trụ tâm quán tập an trụ tâm quán diệt không có chỗ tựa. Đối với các pháp thế gian không có sự chấp thọ, đó là thứ ba. Đối với nội pháp an trụ quán theo pháp, đối với ngoại pháp an trụ quán theo pháp, đối với nội ngoại pháp an trụ quán theo pháp, đầy đủ tránh cần, tránh chi, tránh niệm, trừ tham ái ở đời, an trụ pháp quán tập, an trụ pháp quán diệt. Do đó, đối với pháp an trụ quán theo pháp, an trụ pháp quán tập An trụ pháp quán diệt, không có chỗ tượng đối với các pháp thế gian, không có sự chấp thọ, đó là thứ tư. Này thiện hiện, đó là bốn niệm trụ.